Theo đánh giá, năm 2022, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp đã chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hướng đến năm 2023, ngành công thương thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, tạo đà cho các năm tiếp theo, với mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12% so với năm 2022. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục duy trì chương trình bình ổn thị trường để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Sở Công Thương xây dựng chính sách về phát triển công nghiệp. Về thương mại, cung cấp thông tin các thị trường xuất nhập khẩu, đẩy mạnh xây dựng mạng lưới và thúc đẩy hợp tác, giao thương của doanh nghiệp, ứng dụng phương thức thương mại điện tử xuyên biên giới để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu.